Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trần Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức ở Việt Nam Và hiện nay Bộ Công an Việt Nam đã phát lệnh truy nã đối với một nhân vật hết sức đặc biệt Đó là ông Trần Khắc Hùng Trần Khắc Hùng là ai? Xin thưa quý vị là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trường Đại học Đông Đô ở thành phố hồ chí minh sài gòn thưa quý vị và vụ việc gì mà phải phát lệnh truy nã ông trần khắc hùng này thì à, xin thưa đây là một vụ hết sức là xôn xao dư luận khi mà trường đại học đồng đồ đã có đường dây cấp bằng giả để lấy tiền bỏ túi thưa quý vị có thể nói đây là một vụ việc hình sự hết sức tài tiếng về cái vấn đề giả mạo trong lúc thi hành công tác. Và đây là cái điều mà 309 của Bộ Luật Hình Sự Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì ông Trần các Hùng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trường Đại học Đông Đô đã chỉ đạo một cách bằng văn bản giấy tờ cho ông hiệu trưởng của Trường Đại học Đông Đô với cái chủ trương là hết sức nguy hiểm là sẵn sàng bán bằng giả cấp bằng giả lấy tiền bỏ túi bằng giả ở đây là bằng giả và văn bằng hai tiếng anh được cấp bởi trường đại học đông đô này và theo những cái điều tra sơ khởi thì có thể nói là lên tới năm hoặc bảy trăm trường hợp giả thưa quý vị thì có thể nói rằng uh, Cái việc này hoàn toàn không phải là kính đáo Mà được quảng cáo rầm rỉ thưa quý vị Và tạo thành một cái đường dây hết sức âm ỉ Là có những vị như là Trưởng phòng uh, quản lý của trường đại học Đông Đô Rồi uh, có thể nói là tạo thành một cái đường dây uh, cò mồi Những nhân viên những người làm trong trường đại học Đông Đô nếu tham gia đường dây và lôi kéo được khách hàng mà muốn mua những cái bằng cấp giả này thì sẽ được tiền hoa hồng hay là tiền lại quả 7 triệu đồng cho một vụ cấp bằng đồ giả thưa quý vị có thể nói rằng cái trường đại học Đông Đô này nó đã liều lĩnh đối cái bức mà không thể ngờ được giống như là một công xưởng chuyên môn cấp bằng giả lên tới năm bảy trăm người và có thể nói rằng mỗi một trường hợp như thế thì ăn khoảng 30 tới 35 triệu đồng tiền Việt và chi trả cho cò mồi là 7 triệu thì cái việc cấp bằng giả này nói chung là hết sức tai hại cho cái đất nước Việt Nam thưa quý vị người học thật bằng thật thì lại không có công ăn việc làm hoặc là công việc không tương xứng còn những người học giả học láo học liếu bằng điểu đồ giả thì lại đi lòe bịp để mà chui sâu trèo cao vào những chức vị để mà lấy tiền của thiên hạ từ quý vị. Nói chung là gạt gẫm. Thì có thể nói rằng cái quy trình như sau. Sau khi mà lùa gà lùa vịt những cái thành phần bất hảo muốn có bằng giả để mà đi xin việc chẳng hạn như vậy. Thì sau khi mà đóng phí 35 triệu đồng tiền Việt thì sẽ được đưa một cái bộ đáp án cho 27 cái tính chỉ học trong cái chương trình văn bằng 2 tiếng Anh đưa quý vị. Thì những cái đề thi đó đều có đáp án hết. Và những người mà mua bằng đó thì chỉ việc ngồi chép cái đáp án đó để nộp cho trường đại học đông đô. Đồ. Thì nếu mà chép nhanh đó, thì chỉ bắt có một ngày. Còn nếu mà làm biến chép đáp án chậm thì có thể mất hai ngày ba ngày sau đó thì hợp pháp hóa hồ sơ rồi cấp bằng giả lung tung có thể nói đây là một cái đường dây mà gây hết sức chấn động và xôn xao trong cái giới uh, gọi là đại học thưa quý vị xin thưa ở đây là đại học tư nhân hoặc là tư lập không phải là đại học nhà nước cho nên mới có những cái tình trạng mà lộn xộn làm ăn uh, láo líu lừa đảo từ quý vị cần phải vạch bạc và lên án thì bộ công an việt nam đã cho biết là đã phát lệnh truy nã nếu ai biết ông trần khắc hùng với nhân dạng như trên màn hình quý vị thấy thì hãy lập tức uh, báo cho công an cảnh sát tìm cách uh, bắt giữ người này hoặc là dẫn giải đến đồn công an gần nhất thưa quý vị có thể nói đây là một cái đường dây hết sức là táo tợn và cái vị hiệu trưởng mà ký vào cái văn bằng giả đó thì lại ngờ nghịch tuyên bố rằng là nếu mà không ký vào thì coi như là bị mất việc đuổi việc bởi ông chủ tịch hội đồng quản trị của đại học đông đô này thưa quý vị còn ông uh, chủ tịch của Đại học Đông Đô này tức là chủ tịch Hội đồng Quản trị thì chỉ có biết tiền và nói rằng là cứ làm như thế coi như bất chấp đạo đức đạo đức của con người, của lương tâm thì đi chỗ khác chơi. Ở đây thì chỉ có lương tiền và đồng tiền lên ngồi thưa quý vị. Vì tiền mà bất chấp cả danh dự bất chấp cả uy tín bất chấp mọi thứ nói chung là rất sức là kinh khủng có thể là những cái người có những giấy tờ giả đó tìm cách đi xin việc chỗ này chỗ kia rồi như tôi có nói là có thể là bằng giả học giả nhưng mà lại lãnh tiền thật đó là cái mà xã hội nó rối ren như thế thưa quý vị thật thật giả giả không ai biết được kiến thức thì chắc cũng không có do đó mà mới phải đi mua bằng giả rồi quý vị kiến thức thật thì vàng thật không sợ lửa nhưng mà chắc chắn những người đi mua bỏ tiền ra từ 30 đến 35 triệu đồng tiền Việt để mua một tờ giấy lộn rồi quý vị không khác gì một tờ giấy lộn trên đó viết nhăn viết cùi ông nguyễn văn a bà nguyễn thị b trốt nghiệp loại khá loại giỏi loại trung bình khá thưa quý vị những cái tay làm giả này rất khôn ngoan không bao giờ mà cho điểm xuất sắc hoặc là điểm top thưa quý vị tại vì người ta sẽ phát hiện ra ngay những cái anh mà có những cái tấm bằng xuất sắc nhưng mà lại ú ớ về kiến thức Ú ớ về tiếng anh về ngữ vận về văn phạm về uh, viết tiếng anh đọc tiếng anh hiểu tiếng anh nói tiếng anh trừ quý vị thì sẽ lòi ra ngay nhưng mà để những cái chữ bập mờ như tốt nghiệp trung bình trung bình khá thì chẳng ai để ý rồi quý vị đó là cái cách mà lương lẹo láo lừa qua mặt uh, người khác tại vì có những cái cụm chữ như là tốt nghiệp xuất sắc hay là thành vần ưu tú xuất sắc của trường Những hàng như vậy thì người ta sẽ để ý rất kỹ người ta soi rất kỹ nhưng mà nếu mà tốt nghiệp loại trung bình trung bình khá thì chẳng mấy ai để ý đó là cái đường dây mà lên tới năm bảy trăm người từ năm trăm tới bảy trăm người đã mua những cái bằng giá này thứ nhất là có thể đi lòe thiên hạ thứ hai là kiếm thêm được những đồng tiền thu nhập thưa quý vị nhờ cái văn bằng hai tiếng anh nhưng mà xin thưa đây là những cái thứ văn bằng đồ giả tờ dưới lộn thì đáng bị lên án đáng bị truy nã và đáng bị mở rộng điều tra thêm những cái đường dây tương tự như thế này những thành phần sâu bọt thưa quý vị phải xử thật nặng những cái thành phần mà lưu manh giả danh trí thức những cái thành phần mà buông thần bán thánh bán đồ giả gây rối loạn xã hội không còn một cái sự đạo đức của con người nữa thưa quý vị thì đó là câu chuyện mà truy nã tên chùm đường dây làm bằng giả Trần Khắc Hùng thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Bá Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.